Cái này cây linh san nha bạn, dán đổ làm đổ ôm chậu. Cái này không có gãy chậu nha, gãy cây thôi. Cái cục con này quanh 40 nè, cái tàn đổ này 50 mới nuôi nè. Cái này giống như bán phôi lỡ cỡ bạn, đóng cái thùng nhỏ nhỏ gửi cho bạn. Đổ nguyên cái co đổ gặt xuống đây là chừng đổ, nguyên cái co gục xuống bạn. Cò này bự mốt nuôi cái cành này bự lên, cây này ngon, nguyên cò đổ. Có mặt cắt ở đây nha bạn. Linh sam, sông hình lá trung. Sông hình lá trung nha bạn. Này là dạng như bán cây phôi. Không gỡ chậu nha bạn, nhổ ra lắm. Nó được cái cò đổ này bự, nuôi cái cành này lên hàng ba này nó ngon. Xong mình lên trung.